Chào các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần bên trên kênh Quý Mộc. Hôm nay thì có một khách họ đặt một thùng cherry. Một thùng cherry đỏ của Mỹ nha các bạn. Đây là hiệu cherry, cái hình cái chuông. Thương hiệu là Independent Cherries. Và cái các bạn có thể nhìn thấy những cái dấu seal và những cái mã vạch ở trên thùng của cherry. Thì hôm nay họ đặt cái thùng cherry này vào màu. Đây là quả cherry đỏ của Mỹ và họ muốn mình phân ra thành những cái hộp. Phân ra thành những cái ký nhỏ như vậy để họ dễ đi tặng người thân. Thì hôm nay mình sẽ video cho các bạn xem cái cách mình phân quả cherry ra. Đây. Đây các bạn, cherry đây bạn. Đó. Đây là những quả cherry cuối mùa thì các bạn nhìn thấy cái màu của nó. Cái màu của cái quả cherry các bạn có thể nhìn thấy các bạn. Đây. Màu nó đỏ thẫm luôn. Thì đó là quả cherry cuối mùa rồi. Nó ngọt rất là đậm vị nha các bạn. Bây giờ mình sẽ phân ra nha. Trước tiên là khi đeo mình phân cherry thì mình phải đeo găng tay để giữ vệ sinh nhé, giữ an toàn cho thực phẩm. Và mình phân thành đây là một cái thùng cherry 5 kg. Cho nên mình phải phân thành 5 kg luôn. Đây mình bỏ vào những cái thùng 1 kg hoặc 1 kg như vậy cho bạn nha. Đây là những quả cherry cuối mùa thì nó rất là ngọt đậm vị nha các bạn. Đó. Tuy nhiên thì thể nói thì trái cây mà cuối mùa trái nào cũng vậy thôi, thì cái trái cây cherry thì nó cuối mùa nó rất là ngọt đậm và cái độ giòn của nó thì nó cũng giảm một chút so với cherry đầu mùa và cherry giữa mùa. Tuy nhiên thì cái độ ngọt nó là ngọt nhất trong mùa quả cherry. Đây, một hộp như vậy là khoảng một hộp như vậy là 1 kg nha các bạn. Mình sẽ phân thành 5 hộp để mình cân nha. Mình phân xong là mình cân. Và khi bạn mua một thùng á, thì nếu mà bạn yêu cầu thì mình sẽ phân thành những cái hộp 1 kg như vậy để cho các bạn dễ đưa gửi biếu người thân hay bạn bè, là cho những người trong gia đình mỗi người 1 kg như vậy thì chúng ta cũng sẽ dễ bỏ vào trong tủ lạnh để bảo quản, vì ở ngoài nó có cái hộp và hộp nhựa thì nó sẽ không bị hư nha các bạn, nó sẽ không làm cho quả cherry bị cấn hay bị dập, nó giữ quả cherry ở trong cái hộp này rất là giữ quả cherry trong hộp không bị va đập, không bị cấn nha. Thì nếu bạn bỏ trong bịch ni lông thì không ok, tại vì khi quá trình mình vận chuyển đi này, mình hoặc là mình để trong tủ lạnh nhé, chẳng may đồ thực phẩm những cái loại trái cây khác đè vào nó sẽ làm hư quả, nó đập quả cherry và nó mất ngon đi. Còn cái quả cherry này thì các bạn biết rồi, thì chúng ta để lên như vậy trong cái hộp này các bạn không giữ được quả cherry nó tươi và cho cái quả cherry nó không bị dập. Không biết là trong quá trình mà mình vận chuyển đi nó cũng không bị dập ha. Một là bạn để trong thùng giao cho khách 5 kg luôn như vậy, còn nếu như khách yêu cầu thì bạn sẽ cho vào những cái hộp như thế này và mình vận chuyển đi, nó không bị dập, nó không bị cấn. Cái quả cherry vào cuối mùa là vào khoảng tầm tháng 8 nha các bạn. Tháng 8 hàng năm là bắt đầu là những cái quả cherry vào cuối vụ. Thì trái cây thông thường vào cuối vụ thì nó sẽ ngọt hơn, nó ngọt đậm đà hơn những quả trái cây cái trái cây đầu mùa. Trái cây đầu mùa thì có thể nó còn chua nhẹ một chút, nhưng mà trái cây giữa mùa thì nó sẽ ngọt đậm đà hơn. Tuy nhiên thì cái quả cherry cuối mùa nó cũng giảm bớt cái độ giòn đi so với cái quả cherry đầu mùa hay là giữa mùa. Tuy nhiên thì các bạn có thể dùng tay ấn nhẹ vào quả cherry và các bạn sẽ cảm thấy, nếu mà quả cherry nó còn chắc, các bạn sẽ ấn vào và các bạn sẽ cảm thấy một cái quả cherry rất là chắc. Còn nếu như quả chắc là nó còn tươi, nếu như mà bạn ấn vào mà bạn thấy cái quả cherry ấy mà nó lõm vào luôn, quả cherry mà nó lõm vào luôn thì là nó sẽ không còn tươi và nó mềm. Mà quả cherry mà mềm thì nó không có gì là ngon hết, không có ngon gì. Quả cherry là phải giòn và ngọt. Thì cuối mùa thì cái độ ngọt nó là quá ngọt rồi, các bạn không phải lo về cái độ ngọt. Còn cái độ giòn thì nó hơi giảm một chút xíu. Thì đó là một cách thỏa thuận tự nhiên, chứ không thể nào mà trái cây cuối mùa nó lại giòn rụm như ở đầu mùa được. Cái đó là rất là tự nhiên nha các bạn.
cái cành cuống nó không bắt đầu xấu đi, nó là rất là thuận tự nhiên. Chứ trái cây mà cuối mùa thì không thể nào mà nó lại đẹp như, nó lại xanh tươi như trái cây dừa cuối mùa mà lại xanh tươi như trái cây đầu mùa thì nó không hợp lý. Cho nên là mình cứ chuẩn theo như vậy nhé. Bây giờ mình cân nha, cân tương hợp như vậy là được 1 kg. Cái hộp này nó rất là tiện dụng nha các bạn, mình cân xong rồi mình lấy cái này mình bấm nó vào, bấm chắc thì quả cho đi nó cũng nằm trong này, nó không bị rớt này, không rớt đi đâu hết. Rồi là mình cân tiếp cái hộp thứ hai nha, chưa được 1 kg thêm vào này. Đấy là cũng một hộp như vậy, là các bạn cứ cân xong là 1 kg như vậy, các bạn ấn chắc cái này nè. Đó, ấn chắc ạ, cái này nó quá chắc lắm các bạn. Các bạn đi vận chuyển nó không có sụp xịt, không có rớt. Đây là 2 kg nè. Cái thứ 3. Đây. 3 kg nha các bạn. Cái giá cherry vào cuối phụ các bạn thì hiện nay là giá cherry cuối phụ nó đang vào tổng 340 tới 350 hay 360 một ký tùy theo cửa hàng, và những cái cửa hàng lớn thì nó có thể là giá nó sẽ cao hơn nha các bạn. Đó thì tùy theo cái cửa hàng thì giá nó sẽ dao động ở trong khoảng đó. Đây là cái cherry hiệu cái búa cái chuông, mình nhầm hiệu cái chuông của Mỹ cái dầu gió là cái búa quên nó nhầm. À, thì đây là những quả cherry cuối phụ nhưng mà nó cũng rất là giòn và ngọt các bạn. Đây, đấy như vậy là mình sẽ có 5 hộp và 5 kg như thế này. Và bây giờ mình để lại chút xíu và mình giao cho các bạn thôi. Tí xíu tới giờ giao là mình sẽ lấy ra. Thì mình đang phân thành 5 hộp 5 kg này các bạn. Đây, đó, đây là mỗi hộp 3 hộp này. Đây là 3 hộp, xong thêm 2 hộp thì vậy là 5 kg. Như vậy là một thùng mình phân được 5 kg cherry thành những cái hộp nhựa như thế này, và tí mình ra cho các bạn. Mình bỏ vào trong những cái bao ni lông như thế này. Bao ni lông như thế này mình bỏ vô như thế này. Tí là mình còn giao cho các bạn thôi. Đó, rất là dễ, rất là thuận tiện. Và mỗi một khi mà mình đem cho thì nó có sẵn cái bao rồi, hộp thì để sẵn phân cho mỗi người 1 kg thì rất là dễ, rất là thuận tiện luôn các bạn. Đó, 2 hộp. Mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc nha. Bạn có thích cherry thì ủng hộ mình nha. Mình số điện thoại của mình là 0919977098. Cứ alo và các bạn nói rõ yêu cầu, các bạn muốn làm cái gì. Ở đây mình có làm cherry quà tặng luôn nha. Cái này là mình có thể kết nơ lên và mình ghi một tấm thiệp nhỏ là chúc bạn ăn cherry ngon miệng, hay là chúc bố mẹ, hay là chúc ông bà, hay là chúc vợ vợ yêu, hay là chúc darling ăn cherry thật ngon miệng, thì mình cũng sẽ làm mình trang trí hộp cherry á. Mình trang trí cái hộp cherry theo cái yêu cầu của bạn. Chứ như bạn tặng ông bà, bố mẹ thì mình sẽ tắt cái nơ màu khác. Còn nếu như bạn tặng cho người yêu thì mình sẽ tắt cái nơ màu khác, để cho nó có cái sự sinh động ở trong những cái món quà. Đồng thời thì mình có làm cái thiệp để bạn viết tay vào đấy. Viết tay là mình sẽ chúc cái người nhận ăn quả cherry là ngon miệng. Thì đảm bảo là người nhận quà không những là ăn ngon vì quả cherry mà rất là happy khi nhận được món quà. Nó rất là dễ thương, nó có một cái dòng viết tay trên đấy. Mang rất là nhiều tình cảm. Rồi món ăn cherry thì một quả rất là ngon, được nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Đồng thời được nhận những cái dòng chữ, rồi trang trí cái nơ nó tạo thêm một cái tinh thần rất là phấn chấn khi nhận món quà và khi ăn cảm thấy ngon hơn rất là nhiều lần nha các bạn. Mình là Thu Thủy Trần, mình trái cây Quý Mộc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0919 77098. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn.